Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ quay cho các bạn ha một cái phần cứng ha. Cái phần cứng này chúng ta nhập bên Trung Quốc về đó. Thì với cái khi mà chúng ta nhập bên Trung Quốc về, cái này rất là rẻ các bạn ha. Đối với cái mà thì cái bộ này nhập bên nước ngoài về nó rơi tầm khoảng cỡ là 600.000, các bạn thấy không? Cái này là bằng nhôm nha, nhôm và cái vân phay inox này đó. Nói chung là nó rất là đẹp các bạn ha. Đó nó có cái màn hình bên trong này, nó có cái chìa khóa luôn ha, có cái con số bấy bấm rất là êm nha, cực kỳ êm luôn. Và nó bảo hành cho mình cái này là 2 năm đó, các bạn thấy chưa? Và bên phía sau của nó đây, ở phía sau của nó là có một cái IDE kẹp ha. Và đối với cái IDE kẹp này, chúng ta sẽ kẹp đối với cái sợi cáp của mình IDE cho nó bền đó. Cái đây là chỗ cái chìa khóa này, để chúng ta mà dựng thì nó mới chạy thôi, cho phép cấu hình đó. Nó giống như là một cái nút nhấn thôi, không có gì cả đúng không? Các bạn thấy không? Là trò đó, là làm thiết kế đúng chưa? Cái này là của một cái hãng, nó là rất nổi tiếng mà nó làm đó. Kể một cái bộ nhập về chi phí rất là rẻ như vậy đúng không? Thì cho nên chúng ta làm trong nước cũng rất là khó các bạn ha. Đó. Nên tuy nhiên thì người ta nhìn, người ta đem đi về, ta thấy, ta học thiết kế người ta đúng không? Đó. Ta học cách thiết kế người ta như thế này đó, và chúng ta sẽ đưa vào trong cái sản phẩm của mình các bạn ha. Đó. Thì thông thường thì chúng ta cũng thấy cái thiết kế người ta, chúng ta học thôi, chứ thật sự là gì, mình nghĩ ra nó khó lắm. Khi mình thấy người ta làm biết trước thôi, thì mình cải tiến thêm từ cái sự biết trước đó. Chứ cái việc mình nghĩ ra đầu tiên nó khó cực kỳ các bạn ha. Đó. Nó có một cái màn hình, nó có cái nút nhấn này, các bạn thấy không? Hay là cái keypad thôi gì? Đó, cái keypad này, cái màn hình. Đó, nó truyền thông xuống bên dưới thông qua cái này. Đó, một con số IC thôi. Giới thiệu các bạn, đây là một cái phần cứng này đó. Đây là một cái phần cứng giống ở trong một hệ thống IoT tổng thể. Ở cái bộ này thì nó ở trong một cái trạm bơm thôi. Thì nó sẽ có thêm một số cái mình chỉ làm cái bộ kết nối với IoT thôi. Cái bộ master của mình thì nó sẽ đọc cái dữ liệu modbus từ cái trụ này, nó sẽ kết nối về server thôi. Đó, tại vì sao? Tại vì thứ nhất là giai đoạn một chúng ta làm như vậy, bạn thấy nhìn rất là long lanh đúng không? Đó, mình thấy là thực sự là gì, nó làm cái độ hoàn thiện rất là cao. Đó, cũng nói về câu chuyện cũng giống như một số cái máy hàng tự động thôi, chúng ta mua chúng ta làm thôi, nhưng mà thực tế thì cái bộ đọc tiền hay là một số cái bộ khác ta vẫn là mua thôi, và chúng ta chỉ làm một phần nhỏ thôi. Tất nhiên nó cũng có lợi nhuận, tuy nhiên thường thì thực tế nó cũng có nhiều vấn đề ha. Đó, các bạn coi ha, rất là đẹp. Đó, giới thiệu các bạn một cái phần cứng ha. À, rồi xin chào các bạn.